01635305982. Quý vị các bạn có thể thấy chỉ có duy nhất anh Thao chim cu gáy ở miền Bắc có những khoảnh khắc video như thế này. Chúc quý vị các bạn yêu thích con chim cu gáy và hãy đăng ký kênh để đón nhận những video khủng nhất của mình. Bên mình thế mạnh là chim cu khách, chim cu mồi và chim cu thuần và chim cu lon. Thật là tuyệt vời. Một mét mình muốn thả ra để quay những khoảnh khắc như này để tặng cho các bạn. Các bạn thân mến, đây là con chim ở trại chim Vũ Văn Thao. Anh đã thuần hóa và thả ra ngoài tự nhiên như không. Con chim này thì nó sẽ đi kiếm ăn và nó vẫn về chuồng vào buổi tối. Và nó vẫn ấp nở đẻ như thường. Thì con chim này các bạn có thể thấy là nó đã rất là già rồi. Con chim nó rất là thuần. Đó, con chim này đã được 4 năm tuổi rồi. Nó rất là thuần. Các bác thân mến, đây là con chim tôi quay zoom lại một tí. Hiện giờ tôi ngồi cách nó khoảng 2 mét. Tôi không muốn ấy, tôi muốn thực hiện một cái clip chim hoang dã như này. Quý vị các bạn yên tâm là với Văn Thao thì chim cu gáy đó là một sự đam mê. Số điện thoại liên hệ của bên mình về chim giống và chim khách thuần 01635305982. Các bạn có thể mua hàng trực tuyến hoặc là bên mình sẽ giao hàng qua hệ thống nhà xe. Thì với những con chim này trị giá khoảng 5 triệu, bởi vì nó đã được thuần hóa từ bé và nó đã được tạo thành một cái gì đấy, nó trở thành tự nhiên. Mình muốn trở về hoang dã, trở về thuần hóa. Các bạn thân mến, đây là hình ảnh con chim rất là thực tế nó. Thì mình muốn thực hiện một clip này duy nhất. Các bạn có thể thấy là nó đang đến rất gần mình. Nó đang đến rất gần mình luôn. Đó. Thì mình không muốn làm cho nó giật mình để thực hiện cái cảnh quay như thế này. Bên mình thế mạnh là chim giống, chim cu non. Các bạn có thể thấy là những con chim cu giống là mình bán ra thị trường rất là nhiều. Phủ sóng toàn quốc. Và các bạn yên tâm là giọng chim ở bên mình và dáng chim thì thường là như thế này. Giọng chim thì rất là hay. Giọng chim thì rất là hay các bạn ạ. Đây là toàn giọng thổ thôi. Đó, một vài clip mình đã cố gắng mình sẽ ghi lại cái âm giọng của cái thế hệ bố mẹ của chim của mình. Đó, nó cứ rúc ráy như là chim bồ câu thôi. Đây là cổng nhà mình. Đó. Mình muốn thực hiện cái clip này là số 1, chưa ai thực hiện cái clip đó. Và mình sẽ hy vọng rằng sẽ đứng đầu về đó. Đây là cái lúa ngâm. Các bạn có thể thấy là mình ngâm rất là kỹ và mình cho chim ăn lúa như thế này. Khi các bạn ngâm khoảng 48 tiếng thì các bạn cho vào tập bao tải, nó sẽ nứt hẳn lúa và các bạn cho chim ăn rất là tốt. Đó. Trở lại vấn đề, mình sẽ quay tiếp cận cảnh con chim này. Đây là nhà mình. Đây là con chim nó xuống và nó đến ăn lúa.
mình không muốn nó làm nó giật mình để nó tự nhiên. Đây là con đa đa của mình, con đa đa gắn liền với cuộc đời mình. Cố gắng mình tiếp cận và quay một cảnh tự nhiên nhất. Quý vị và các bạn thân mến, đây là con chim đã được thuần hóa từ nhỏ của trại chim Vũ Văn Thao. Con chim này nó được thả ra để nó chơi quanh quẩn nhà cho nó đẹp, cho nó vui. Các bạn có thể thấy là nó ăn rất là hồn nhiên. Đấy, đây nó gọi là con cu đất, nó đang ăn mối, ăn lúa, ăn mặc dù là lồng chim của mình rất là nhiều ở đây, nhưng mà cỏ cây hoa lá đây, nhưng mà chúng rất là được tự nhiên. Mình sẽ thực hiện một cái clip trở về hoang dã và thuần hóa duy nhất. Con chim này thì nó đã được khoảng 5 tuổi rồi. Và số điện thoại liên hệ của bên mình là 01 63 5305 982. Mình cũng có dùng cái Zalo bằng cái số này. Thì các bạn thân mến, thì bên mình thì thế mạnh là chim mồi, chim khách, chim thuần và chim non bón giống. Thì quý vị các bạn có thể đặt hàng qua cái kênh chim cu gáy hay của mình. Mình tên là Vũ Văn Thao, ở trên kênh YouTube có rất nhiều những cái chủ đề về cái con chim cu gáy của mình. Hy vọng rằng là cái clip này thì quý vị và các bạn có thể thấy là mình đã gắn liền với con chim như nào. Trên đây là những cái lượng chim bố mẹ Pháp của mình. Đó. Thì đây là nhà mình. Đó, sân lúa ấy, lúa cho chim này. Đó. Đây là lồng chim này. Đó. Thì con chim này chúng đã rất là thuần. Hiện giờ mình đứng nó cách khoảng 1,5 m, nhưng mình không muốn động đậy gì để cho nó tự nhiên, và mình sẽ tạo ra một cái hình ảnh về chim được thuần hóa trở về hoang dã nhưng chúng vẫn gần gũi với con người. Quý vị và các bạn yên tâm khi đặt hàng của bên trại chim của bên mình. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy con chim này chân nó rất là đỏ, nó rất là nhiều tuổi rồi.
con yên tâm là mình đã từng ship hàng vào Cà Mau, vào Gia Lai, Phan Thiết, Cần Thơ. Thì cái hình thức của bên mình là có thuốc để chim cho ăn cho uống ở trên đường xa. Con chim đi vào trên đường nhà xe có thể là khoảng 1 tuần rồi cũng sẽ không 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 chết và không vấn đề gì cả. Đó, các bạn thấy không? Cỏ cây hoa lá rất là hoang dã. Chim này nó là con chim chúa chuồng của bên mình, chắc là không bao giờ mình bán mất vì nó gắn liền với mình từ lúc còn đỏ hòn đến bây giờ. Nó đã được thả ra và nó ăn quanh quẩn ở nhà mình. Thường lúc nào mình về thì mình mở cửa ra cho nó đi ăn lòng vòng một chút, sau đó là lúc nào mình đi vắng thì mình lại phải cẩn thận, không là chim hay chim quý thì cũng rất nhiều là kẻ địch họ rình rập. Đâu rồi, đi ăn rất xa. Đi ăn rất xa. Mình đây. Mình sẽ quay một cách rất là hồn nhiên đúng không? Đó, đây là cái trại chim của bên mình. Cái lượng chuồng chim như này có thể tìm thấy hàng trăm cái. Và đây là những cái khu vực mà mình nuôi chim ấp thuê, vu nuôi. Quý vị các bạn thân mến, con chim này mình muốn thực hiện cái clip này để cho các bạn biết là cái độ thuần hóa của bên trại chim Vũ Văn Thao mức độ như thế nào. Độ thuần hóa gần như tuyệt đối. Con chim khi mà bậu trên tay vẫn gáy hoặc là con chim thả ra mà nó ăn uống quanh quẩn khu nhà, đó là những người bạn tâm tình chi giao. Nó mang lại những cái niềm vui khoan thai cho bản thân mình khi đó kìa, có là con thằn lằn đó. Bên mình rất thích những cái động vật hoang dã như này. Quanh nhà mình có khoảng 200 con thằn lằn như thế này. Mình có đánh bắt đâu, thỉnh thoảng làm mấy cái bẫy bằng ống nhựa cho trẻ nó ăn. Còn các bạn thân mến, đây là cái con chim nó được rút ráy ở trong cái bới. Đó.